Trong tổng số 468 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trên địa bàn Nam Đàn, thì có tới 60% cơ sở tập trung ở trung tâm thị trấn, trọng điểm là chợ Sa Nam. Xác định đây là thời điểm lượng hàng hóa đổ về tiêu thụ trên địa bàn tăng cao, kéo theo nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, ồ ạt tuồn vào thị trường, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Ngay trong những ngày cuối tháng 1 năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn đã thành lập đoàn liên ngành, tổ chức ra quân kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh, các mặt hàng nhu yếu phẩm. Hàng giả, hàng thật là giờ cũng lẫn lộn nhiều, mà kém chất lượng, rồi dân vì tôi là nhiều khi là cũng yên tâm, mà giờ đó là có đoàn kiểm tra của huyện là đi làm cho bị tôi cũng đó là một cái yên tâm cho dân là giữ hàng giả hàng thật, cho nên là tôi rất đồng tình với cái việc làm của cấp trên là đạt điểm kiểm tra. Sau 5 ngày, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, đoàn đã tiến hành kiểm tra được gần 20 cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm. Nhìn chung, các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đều chấp hành khá tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, không ít cơ sở do hám lợi đã nhập về các mặt hàng không đảm bảo tiêu chuẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điển hình như nhà hàng Tuấn Huệ, khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện và tịch thu hàng trăm kg bánh kẹo các loại vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Hay cửa hàng Lộc Minh ở chợ Sa Nam. Mặc dù các mặt hàng đều có nhãn mác, nhưng lại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đoàn đã niêm phong, tịch thu để xử lý theo quy định. Cửa hàng chúng tôi thì kinh doanh ở trên cái địa bàn chợ Sa Nam này cũng lâu năm rồi, hàng chục năm rồi, thì cũng có uy tín. Và trong cái dịp Tết này thì chúng tôi nhập hàng thì cũng đa dạng mặt hàng, nhiều mặt hàng. Có những cái mặt hàng khi nhập vào chúng tôi thì cũng kiểm tra được cho kỳ càng là khi các cái nhãn mác thì chúng tôi có vi phạm, thì trong quá trình đoàn đi kiểm tra đấy thì có nhắc nhở và đấy chúng tôi sẽ khắc phục và sửa chữa những cái khuyết điểm của đoàn đã nhắc nhở. Là địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và lễ hội quy mô cấp tỉnh như lễ hội Đền Vua Mai, lễ hội Làng Sen thu hút đông đảo du khách về với Nam Đàn. Chính vì vậy mà hàng năm, đặc biệt là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, không chỉ Nam Đàn mà các ngành chức năng của tỉnh cũng hết sức quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt năm nay, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đã tổ chức cho đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về Nam Đàn chỉ đạo, phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện, tăng cường các biện pháp thanh kiểm tra nhằm ngăn chặn kịp thời nạn buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong kinh doanh. Ủy ban Nhân huyện Nam Đàn đang chỉ đạo cao điểm một cái đợt về là vệ sinh an toàn thực phẩm. Và trước hết thì tuyên truyền cho người dân hiểu và nâng cao nhận thức trong cái việc là có những cái kiến thức cơ bản về tiêu dùng các cái sản phẩm, rồi tuyên truyền để cho các cái hộ sản xuất kinh doanh hiểu và thực hiện nghiêm những cái quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập các cái đoàn liên ngành để tăng cường công tác kiểm tra các cái hộ sản xuất kinh doanh, các cái hàng thực phẩm tiêu dùng, rồi các cái bếp ăn tập thể để là làm thế nào đảm bảo được cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn tiếp tục chỉ đạo đoàn liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, phát hiện, xử lý thích đáng những trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại, quyết tâm làm trong sạch địa bàn để Nam Đàn xứng tầm là huyện điểm văn hóa.